Ngày 26 tháng 3, lúc bình minh trên bầu trời, ban tim đau thương, cầu sập bất ngờ như mơ. Tàu container lao mạnh, không cách nào tránh khỏi, ô tô, con người, rơi xuống sông, kinh hoàng đến rồi. Lính cứu hộ dũng cảm, tìm kiếm từng người sống sót, trên dòng sông Patapsco, họ không ngần ngại gì. Cầu Francis Scott Key, dài hơn hai cây số, giờ đã tan hoang, cảnh tượng thảm kịch vang động. Kevin Cartwright, người phát ngôn của cứu hỏa, thương vong lớn lắm, Ông nói, lòng xót thương không hề nhòa. Westmore, thống đốc Maryland, tuyên bố khẩn cấp, liên ngành hợp tác, nhanh chóng triển khai, cầu mong cứu sắp. FBI đến hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân, Baltimore, nơi sôi động, giờ chìm trong nỗi buồn tan. Tàu Dali, cờ Singapore, gây ra bi kịch đen tối, công ty Mac chia sẻ nỗi đau, niềm tiếc hồn rơi. Cầu Francis Scott Key, danh giá bậc nhất, giờ đã sụp đổ, bi kịch hóa thành di sản buồn nhất.